TOT này thì Linh cảm thấy vô cùng tự hào, và phải nói là nó mang một cái ý nghĩa rất là lớn. Tới năm 2020 này, nó đánh dấu được một cái sự trưởng thành trong sự nghiệp của Liêm. Nó giúp đỡ cho Liêm từ cái việc thể hiện rằng mình đã có một cái trải nghiệm rất là nhiều đối với khách hàng, để giúp đỡ, hỗ trợ những khách hàng tiếp theo. Trở thành thành viên MDRT đó là khát vọng phấn đấu của tất cả các đại lý bảo hiểm trên toàn cầu. Để đạt được mục tiêu MDRT 2021, Thức đã áp dụng công thức là 10-5-3-1. Trong đó, một ngày Thức sẽ thực hiện 10 cuộc gọi đến với khách hàng, và có 5 khách hàng sẽ gặp mặt với Thức. Thức sẽ trình bày giải pháp với 3 khách hàng và chốt hợp đồng với 1 người. Tiên mong muốn là toàn thể anh chị là đại lý ngoại hạng, là cấp quản lý ngoại hạng tại AA sớm trở thành thành viên MDRT trước thời hạn 2021 tại AA Việt Nam, tiếp tục hoàn thành mục tiêu của mình trở thành MDRT trọn đời tại AA Việt Nam. Như các anh chị đã nghe, đã là đại lý bảo hiểm hãy là MDRT. Thức hy vọng các anh chị có thể tập trung toàn lực vào mục tiêu MDRT để có thể đạt lấy danh hiệu đẳng cấp quốc tế này.